Đó, chay đang đi vô mà trễ cô chú ơi. Vì sao bận công việc. Đó đây nè, tâm tới mà 11 giờ hả? 20 mới vô được nè. Hơn là cái lớp này là 45 phút á, chứ không mấy là hả? Khỏi học luôn rồi. Biết sao không có công việc. Trời ơi, bữa nay thì con tăng mặc nguyên bộ đồ nhảy này nha. Mặc đúng đôi giày luôn rồi nha, mặc đúng cái bộ đồ luôn rồi nha. Ngọc lên Ngọc hỏi nó coi nó thích bộ đồ nào, nó nói nó thích bộ đồ này màu xanh. Đó nên Ngọc mua cho nó đó. Ủa sao tự nhiên nay vô mắc cỡ không nhảy rồi? Cái gì vậy trời? Trời ơi. Tới xe hơi luôn á. Wow, giỏi quá à, cô giáo cột xe này. Rồi. Hôm nay có 3 đứa học à? Rồi 4 đứa, rồi lớp trưởng, lớp trưởng à. Trời ơi, bữa nay sao mà e thẹn, e thục cái gì. Cái gì vậy? Sao bà đó tự nhiên bấm miếu vậy? chị mét rồi. Đó, giờ tới giờ vũ rồi đó. Tới giờ lấy khăn vũ rồi đó. Lớp trưởng nào nay đứng thì xa dữ quá. Vô trễ bật kia á, vô trễ hết là 20 phút luôn á, giờ còn nghỉ có 25 phút nữa. Mắc công chuyện, cà kè công chuyện. Mà hả, công chuyện đột xuất. Thấy chết chưa? Rồi sao? Rồi bữa nay mặc đúng là cái váy của nhảy nó khác nha, nó ôm vô rồi nó cái tay đồ nó khác, nó đã chung diện với lớp trưởng đó. Ôi coi cái mặt kìa, coi cái mặt kìa, cười cười mỉm mỉm nè. Rồi nay là đúng rồi, nay nó trời ơi. Chứ còn kia, chứ con bé kia. Trời, kêu chay đứng đó đó. Kêu chay xuống đó đứng. Giờ tới giờ đi dẹp mấy cái đó rồi. Hai, bốn, năm đứa. Được năm đứa. Trời, tự mà lẹ bởi tự lẹn vô nước trước mặt lớp trưởng. Mặn muốn kiếm chuyện lớp trưởng liếc bạn à.
Trời ơi, đứng nào, lúc nào cũng kiếm chuyện với lớp trưởng hết. Kiếm chuyện lớp trưởng đó nè. Trời ơi, cô đứng điệu điệu dẹo dẹo cái đít kìa. Đừng dạy người xúc miết luôn khổ. Dạy đó làm chi cực nha, chỗ đó ghê luôn. Xúc miết nữa. Nó trời trời ngậm mô phẹt nữa. Ủa chạy đâu hả trời? Có giỡn mặt không? Có giỡn không? Trời. Trời, có giỡn không? Giỡn không? Giỡn không? Rồi, bị cô la rồi. Có được không? Bị cô la rồi đó. cô la mà nữa còn vậy nữa. Nữa cột nữa. Kỳ vậy ta. Ui, sao kiếm được dài giống bé chị mua có ta, mua đâu ta. Dài khỏi cột dây cho khỏe đi cho rồi. Kêu đi xuống thì sao đi. cô giáo. Giờ đợi túc bên kia rồi, xa quá. Gâm vô không nổi luôn á. Nhỏ nó đứng chỗ không được á. Ai thắng thích rau xà có được không? Nó mất tiêu rồi. Thằng kia xa quá, khó quay quá. Đó, giờ lại lên ngồi đó. Ngồi chắc là cô thải cái miếng gì đó để nhảy như hôm bữa cái gì. Cô giáo hỏi gì đó, hỏi ai làm cái đó, nói mì đó. Nói salty, nói chưa, cô cháu thải cái nhảy đó. Mới order, Ngọc mới ngon, order cái đồ gì khác rồi. Lớp trưởng làm trước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lớp trưởng này chắc là Ngọc nghĩ lớp trưởng lai cỡ khoảng lai mà Trung Đông á, Trung Đông. Trời ơi làm gì vậy? Nên là tóc như trường này của lớp trưởng đậm. Porque uno los ganan las personas como el que tiene Manny en su casa y otro las gana el equipo. Cuando los gana el equipo, cô cháu không có cho, không có phải là tự dọn đâu, dọn xong đưa cô. Nó quậy ra thấy không, quậy ra, tụ tập bạn bè quậy phá trong lớp nhảy. ¿Quieres ir a México como en carro como la otra vez? No. ¿Por qué no? Ai cũng ngồi đứng gì. Trời ơi, ai cũng ngồi mình đứng ngồi được không? Đứng nó kể chuyện cả lớp nghe ra đó. Thấy chưa? Đó, kể chuyện. ¿En carro cuántos días? Đúng rồi. Tres. Tres. Kể chuyện gì nói cái miệng nhém nhém giống đang nói chữ mô Phật quá vậy? Wow, look. What? Mama, yeah. Mama, ya la ha visto. Làm gì cầm hai tay vũ lên hay gì?
cục nữa. Phải cho đăng sang lăng răng trái cái trượt thế xung ịch. Cô cho mỗi đứa con thêm một con thỏ đó. No sé si es un perrito. Con nó biết con đó, nó tìm lại con đó. Lớp trưởng chưa tìm được con như giống. Cái miếng giấy đó cô và phát á, không bao giờ đem cái miếng giấy đó. Hai JD, come in. JD, come. Come. What? You don't have the paper? I don't know where that is, JD. À, cô tặng cho con một cái con này á hả, mà con không có đồ để con bỏ vô hả? Buồn hả? JD, come here, come here, come here. Come here, come here. Đi về con. Oh, Mama will be right back. She has to go do an errand, but she'll be here in a minute. So next week is our break for Thanksgiving. I think it's good timing with what's going on. So, oh, JD, wait. JD, come. So we'll see.